Du lịch bằng trực thăng là loại hình du lịch phổ biến và rất được ưa chuộng trên thế giới. Tuy nhiên, tại Việt Nam, loại hình này vẫn còn khá mới mẻ và chưa được phát triển rộng rãi. Mới đây, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam đã phối hợp cùng công ty Vietnam Travelmart nhập loại máy bay EC-130T2 7 chỗ về. Đây là một trong những loại trực thăng hiện đại, sang trọng nhất, chuyên dụng cho hoạt động bay du lịch và hứa hẹn sẽ là một sản phẩm cực kỳ hút khách trong thời gian tới. Đối với nguồn khách châu Âu, nguồn khách Úc, nguồn khách Mỹ thì họ rất thoải mái khi tham gia chương trình. Nhưng mà đối với nguồn khách châu Á hay nguồn khách Việt Nam thì cần một cái thông điệp một cách rõ ràng hơn là đây là cái loại hình bay rất an toàn. Tổ bay chúng tôi sẽ có cái trách nhiệm hướng dẫn an toàn trước khi lên máy bay cho hành khách thôi. Các cái thiết bị an toàn cũng như một số các cái thông tin về an toàn tối thiểu. Qua đó, buổi giới thiệu đã công bố nhiều kế hoạch cụ thể để xúc tiến dịch vụ du lịch bằng trực thăng tại miền Trung Việt Nam. Với mức phí 3 triệu đồng một người, du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn vẻ đẹp của Đà Nẵng từ trên cao trong khoảng 12 đến 15 phút. Đặc biệt, ban tổ chức cũng giới thiệu chương trình khuyến mãi hè từ nay đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2015 chỉ với 2 triệu 300 ngàn đồng một người. Du khách đã có thể trải nghiệm hành trình này. Trong thời gian tới, dịch vụ bay du lịch bằng trực thăng sẽ tiếp tục khai trương tại khu vực miền Bắc từ ngày 20 tháng 7 năm 2015.